Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giêsu đã tuyên bố: Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sự sống muôn đời. Nghe vậy, nhiều môn đệ của người liền nói: Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Nhưng Đức Giêsu tự biết mình được là các môn đệ đang sầm sì về điều ấy. Người bảo các ông: Điều đó anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người đã lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp: Vì thế, Thầy đã bảo anh em, không ai đến được với Thầy nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12: Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp: Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Còn anh em có muốn bỏ Thầy mà đi không? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, 2000 năm đã qua, giáo hội vẫn luôn luôn đọc lên câu hỏi này của Chúa Giêsu. Đối với chúng ta là người tín hữu, nếu chúng ta đặt mình vào ngữ cảnh của trình thuật, nếu đặt mình vào bối cảnh của câu chuyện, nếu đặt mình vào tâm trạng của Đức Giêsu, chúng ta không khỏi nặng lòng khi nghe câu hỏi này của Chúa Giêsu. Phần các con có muốn bỏ Thầy mà đi không? Tại sao Đức Giêsu lại đặt câu hỏi ấy? Thánh Gioan nói với chúng ta, khi Chúa nói về bánh hằng sống, nhiều người Do Thái coi đó là một điều chướng tai không thể nghe được. Họ đã bỏ đi rất sớm. Trong số các môn đệ, tức là 70 người đàn ông được Chúa Giêsu chọn, chính những người ấy đã được thụ giáo với Chúa, vậy mà họ cũng không chấp nhận được. Họ là những người được Chúa sai đi để tiếp nối sứ mạng của người. Họ cũng cảm thấy những điều ấy là những điều chướng tai. Và cuối cùng thì Chúa Giêsu hỏi nhóm 12, tức là chúng ta biết Chúa Giêsu chọn 70 môn đệ, và trong số 70 ấy, Chúa chọn 12 người gọi là tông đồ. Câu hỏi của Chúa Giêsu đặt ra cho nhóm 12, tức là đặt ra cho những người rất thân thiết, rất gần gũi với Chúa. Còn các con có muốn bỏ Thầy và đi không? Thánh Phêrô thay mặt cho nhóm 12 thưa với Chúa: Lạy Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết theo ai? Vì Thầy có những lời ban sự sống đời đời. Kính thưa cộng đoàn, năm Chúa Nhật liên tiếp, hôm nay là Chúa Nhật thứ năm, phụng vụ lời Chúa đều nói với chúng ta một đề tài: bánh hằng sống. Đương nhiên mỗi một Chúa Nhật thì giáo hội lại nhấn mạnh tới một khía cạnh của bí tích thánh thể. Năm Chúa Nhật liên tiếp, chúng ta được nghe tin mừng Thánh Gioan kể về phép lạ Chúa Giêsu đã làm hóa bánh ra nhiều và những tranh luận xung quanh đề tài bánh hằng sống.
Đương nhiên đây không đơn thuần chỉ là một bài giảng của Chúa Giêsu, mà đây còn là giáo lý về bí tích thánh thể của giáo hội sơ khai. Đây cũng là những tranh luận, những vấn nạn đặt ra vào thời ban đầu. Chúng ta biết bí tích thánh thể không có trong Kinh Tinh Kính, nhưng mà đã có trong đức tin và đời sống giáo hội, đã làm nên sự duy nhất và sức mạnh của giáo hội ngay từ thuở ban đầu. Vậy bí tích thánh thể, đề tài thánh thể được đọc lên trong Chúa Nhật này nhấn mạnh tới cái gì? Thưa, nhấn mạnh tới lòng trung thành. Lòng trung thành là kết quả của đức tin. Nói cách khác, lòng trung thành là bằng chứng hùng hồn của một đức tin sống động. Tin vào Chúa là chấp nhận một chuỗi những điều phi lý. Tin vào Chúa là chắc chắn rằng những điều không có thể trở nên những điều có thể. Chính vì thế mà 2000 năm nay giáo hội không ngừng lặp đi lặp lại đức tin của mình. Giáo hội tin trong bí tích thánh thể có trọn vẹn mình và máu Chúa Giêsu, có linh hồn và thể xác của Chúa Giêsu, có nhân tính và thiên tính của Chúa Giêsu. Mặc dù khi tuyên xưng như thế, dường như chúng ta đứng trước một bức màn đen dày đặc. Chúng ta đứng trước một trống rỗng không thấy gì, và chúng ta đứng trước một huyền nhiệm thâm sâu. Bởi vì khi dâng lễ cũng như khi chầu mình thánh, chúng ta chỉ nhìn thấy một hình bóng đơn sơ nhỏ mọn. Nhưng mà đức tin, lý trí và con tim nói với chúng ta rằng đây chính là Chúa Giêsu. Đây không phải là một câu chuyện huyền thoại, đây không phải là biểu tượng, nhưng mà là quyền năng của Thiên Chúa, đấng vĩnh cửu hiện diện với chúng ta. Và như thế, khi chúng ta lên lĩnh nhận bí tích thánh thể, chúng ta còn đang sống ở thế gian này, mà chúng ta đã được nuôi dưỡng bằng bánh các thiên thần. Hãy trở lại với đề tài trung thành là một điểm nhấn quan trọng trong phụng vụ lời Chúa. Chính vì tin vào bí tích thánh thể, cũng như tin vào những mầu nhiệm khác Hội Thánh dạy chúng ta, mà chúng ta cần phải có lòng trung thành với những mầu nhiệm ấy để chúng ta thực hành và tin vào Chúa bất kỳ những giai đoạn nào gian nan, khốn khó, chông gai, thử thách và bão tố của cuộc đời. Bài sách thánh thứ nhất, Trích sách Sosie. Cuốn sách này đưa chúng ta về vào khoảng thế kỷ thứ 13, sau khi dân Do Thái đã kết thúc hành trình sa mạc, định cư ở đất Canaan. Những người Do Thái có nhiều khuynh hướng tôn giáo khác nhau, cho nên ông Giô-suê là người kế vị ông Mô-sê, là người đây đưa dân Do Thái vượt qua sông Giô-đăng để đến định cư ở đất Canaan, là đất mà Thiên Chúa đã hứa từ thời ông A-bra-ham. Trong bài diễn từ của mình, ông Giô-suê nói với dân Do Thái rằng: thưa anh chị em, chúng ta phải chọn lựa rõ ràng. Chúng ta không thể nào sống trong một cái tư thế, một náo trạng mà bắt cá hai tay, ba tay được nữa. Chúng ta hãy nhìn lại Thiên Chúa đã dùng cánh tay uy quyền đưa chúng ta ra khỏi Ai Cập. Chúng ta đã chứng kiến những điều lạ lùng Chúa nuôi chúng ta, dân tộc chúng ta, tổ tiên chúng ta trong hành trình 40 năm sa mạc. Chúa nuôi bằng manna và bằng chim cụt. Chúa đã dùng cây gậy của ông Môi-se làm cho đá, nước chảy ra từ tảng đá. Vậy thì anh chị em phải chọn lựa. Một là chọn lựa Thiên Chúa, hai là anh em thoải mái đi theo các thần của Amon, tức là các thần của dân ngoại. Anh em thế nào thì tôi chưa biết, nhưng mà gia đình tôi, con cái chợ của tôi sẽ trung thành với Chúa cho đến cùng. Và khi nghe những lời này thì dân Do Thái đều đồng thanh thưa lên rằng: chúng tôi không đời nào bỏ Thiên Chúa để mà đi theo các thần khác. Đó là lời tuyên hứa trung thành. Và chúng ta thấy lời tuyên hứa trung thành ấy nơi chính miệng của Thánh Phêrô: lạy Thầy, bỏ Thầy thì đi chúng con đi với ai? Vì Thầy có những lời ban sự sống đời đời. Chính vì thế mà lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy nhìn lại, duyệt xét lại đức tin và lòng trung thành của mình với tư cách là người tín hữu. Xung quanh chúng ta, bên cạnh chúng ta,
chính trong con người của chúng ta luôn luôn đặt ra những vấn nạn. Thiên Chúa ở đâu khi mà nhân loại đau khổ? Thiên Chúa ở đâu khi mà cả thế giới gồng mình chống lại đại dịch COVID-19? Thiên Chúa ở đâu khi mà có chiến tranh, khi có những thiên tai, có những tai nạn, có những người nghèo khó, đau khổ hàng ngày? Và chính như thế chúng ta giống có một số người mang não trạng như của các môn đệ dần dần bỏ Chúa mà đi. Chính trong bối cảnh của ngày hôm nay, Chúa Giê-xu luôn luôn đặt ra câu hỏi cho chúng ta: còn anh em có muốn bỏ Thầy mà đi không? Bởi vì những người bỏ Thầy mà đi là những người chỉ nhìn đức tin với cái nhìn thuần túy vật chất, với cái nhìn con người, với cái nhìn cuộc đời. Những người bỏ Chúa mà đi là những người họ đến với Chúa khi mà họ đạt, họ tìm thấy, họ đề ra những tham vọng hoàn toàn toan tính vật chất. Chính vì thế mà lời Thánh Phêrô nhắc nhở chúng ta, mỗi người tín hữu, hãy thưa với Chúa như Thánh Phêrô: bỏ Thầy thì con biết đi với ai, vì Thầy có những lời ban phúc trường sinh. Không phải chỉ đi theo Chúa vì cơm bánh, nhưng còn là lời chân lý, là lời hằng sống, là ý nghĩa của cuộc đời này, là hạnh phúc vĩnh cửu và là sự bình an trong tâm hồn. Thánh Phaolô trong bài sách thánh thứ hai, tức là thư gửi cho Ê-phê-sô, lại muốn cho chúng ta hướng tới trung thành ở một khái niệm khác, đó chính là lòng trung thành trong đời sống vợ chồng. Đoạn sách này cũng rất quen thuộc và rất là sâu sắc nếu chúng ta suy tư từng câu từng chữ của đoạn kinh thánh này. Thánh Phaolô vừa nói đến lòng trung thành giữa người nam với người nữ là những người được kết hợp nên vợ nên chồng. Đồng thời Thánh nhân từ hình ảnh ấy để gợi mở so sánh với chúng ta, đó chính là lòng trung thành giữa giáo hội và Đức Kitô. Giáo hội là mỗi người chúng ta. Khi chúng ta trung thành với Đức Kitô là giáo hội trung thành với Đức Kitô. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay là ngày rằm tháng 7, là ngày 15 âm lịch, mà chúng ta vẫn gọi là ngày xá tội vong nhân, hoặc là chúng ta gọi là ngày báo hiếu, Vu Lan báo hiếu. Ngày Vu Lan báo hiếu hay là xá tội vong nhân là một sự giao thoa giữa anh em Phật giáo với tín ngưỡng truyền thống dân gian của người Việt Nam. Mục đích của ngày này là nhắc cho chúng ta tưởng nhớ những người đã qua đời. Đồng thời, mục đích của ngày hôm nay cũng là giúp cho chúng ta tri ân các bậc sinh thành, những người cha, người mẹ đã sinh ra chúng ta. Vì thế mà những lễ nghi, những cử chỉ, những công việc, những thực hành trong những ngày này đều nhắc tới hai mục đích ấy. Một là tưởng nhớ những người đã quá vãng. Hai là tri ân các bậc sinh thành. Tôn giáo nào mà chẳng dạy hiếu thảo với cha mẹ? Nếu ngày Vu Lan không phải là truyền thống Công giáo, thì chúng ta lại có điều răn thứ 4 Chúa dạy: thảo kính cha mẹ. Nếu chúng ta không có ngày Vu Lan, thì ngày lễ nào chúng ta cũng cầu nguyện cho những người qua đời, và đặc biệt là ông bà, cha mẹ, tổ tiên. Ngày lễ nào chúng ta cũng tưởng nhớ đến những người đã sinh ra chúng ta. Chính vì thế, ngày hôm nay, dẫu không phải là một ngày lễ Công giáo, nhưng cũng là ngày mà chúng ta nhớ đến các bậc tổ tiên. Tín ngưỡng dân gian Việt Nam gọi những người đã qua đời là các vong hồn. Thậm chí tháng 7 này, họ còn gọi là những cô hồn. Bởi lẽ họ tin rằng những người đã chết giống như những hồn vất vưởng. Chính vì thế mà tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn quấy phá, cho nên người ta không có những cuộc làm ăn giao dịch lớn, không tổ chức đám cưới, không khánh thành nhà cửa, không làm những công việc lớn trong lĩnh vực thương mại. Chúng ta không tin như thế, bởi vì linh hồn con người bất tử, được Thiên Chúa yêu thương. Chúng ta vẫn cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Họ không phải là những cô hồn quấy phá chúng ta, nhưng những người đã ra đi luôn luôn vẫn hiệp thông với hiện tại. Xin Chúa cho các linh hồn được hưởng ánh sáng vinh quang vĩnh cửu
đó là niềm tin, đó là lời cầu nguyện, và đó cũng chính là tâm tình hiệp thông của giáo hội Công giáo chúng ta. Amen. Tôi... Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chủ đề các bài đọc Kinh Thánh hôm nay xoay quanh về cái chủ đề của sự chọn lựa. Bài Tin Mừng cho thấy Chúa Giêsu khi chứng kiến nhiều môn đệ bỏ đi đã hỏi các tông đồ, cả các con cũng muốn bỏ đi sao? Và trong bài đọc thứ nhất, Giô-suê, vị thủ lãnh dân Do Thái trong thời Cựu Ước, đã đặt câu hỏi cho dân chúng rằng: nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa thì cho các ngươi chọn lựa. Ngày nay trong giáo hội, cũng giống như thời đầu Kitô giáo, có nhiều người đã rút lui, không đi tham dự thánh lễ nữa, không cầu nguyện nữa, từ chối theo Chúa Giêsu, để rồi bỏ sống đức tin vì có nhiều lý do, có khi gặp thử thách, gặp đau khổ trong đời sống, đâm ra thất vọng, có khi chiều theo những cái cám dỗ của các trào lưu tục hóa thế gian, cũng có khi vì hoàn cảnh sống thay đổi nên đánh mất đức tin. Ngày nay chúng ta đặt nhiều câu hỏi về đức tin và về việc sống đức tin, thì chúng ta hãy cùng nhau suy niệm lời Chúa để trước hết chúng ta cảm nghiệm được đức tin là thế nào. Đức tin là hồng ân của Chúa ban, như lời Chúa Giêsu vừa nói với các tông đồ: chính Cha Thầy ban cho anh em. Và tự hỏi về cái sự trung thành của bản thân mình. Ở trong bài đọc thứ nhất mà chúng ta vừa mới nghe, ông Giô-suê sau khi cùng với dân Chúa chinh phục đất hứa, và ông đã cảm thấy mình đã già và cái chết đang gần kề. Vị thủ lãnh dân tộc Do Thái không muốn dân nhớ về ông với những cái chiến công hiển hách mà ông đã lập được, cho bằng muốn mọi người nhớ về cái sự trung thành của ông đối với Thiên Chúa. Ông đã nhóm họp dân Chúa lại ở Sikem, trung tâm tôn giáo của Israel, và đặt câu hỏi cho họ: nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa thì cho các ngươi lựa chọn. Và ông khẳng định: phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa. Và theo gương ông, dân đã tuyên xưng cái niềm tin và cái sự trung thành vào Thiên Chúa khi nhắc lại tất cả những cái gì mà Thiên Chúa đã làm cho dân trong suốt bao nhiêu năm qua. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thật là quan trọng khi mà chúng ta nhớ lại những cái gì mà Chúa làm cho chúng ta, làm cho gia đình chúng ta, ban cho chúng ta sức khỏe, một gia đình hạnh phúc, nghề nghiệp ổn định, con cái bạn hữu, và hơn tất cả đó là cái đức tin Chúa ban cho chúng ta một cách nhưng không. Chúng ta nhớ lại tất cả những gì mà Chúa đã làm cho mình, cũng như là ở tại vùng Quebec ở bên Canada, thì ở trên các cái biển số xe có cái dòng chữ bằng tiếng Pháp, có nghĩa là tôi ghi nhớ. Đừng quên cái gốc của mình. Cái câu này có ý nhắc nhở cái người dân Quebec là phải luôn luôn nhớ về cái cội nguồn của mình, nhớ về tổ tiên của mình, nhớ về dân tộc của mình. Cái truyền thống này gợi cho chúng ta một cái câu hỏi quan trọng hơn, đó là: tôi có nhớ tôi là người Công giáo, là người con của Chúa, được ơn đức tin, được lãnh nhận từ gia đình, từ cộng đoàn giáo xứ, từ trong giáo hội, tôi có nhớ tôi là con Chúa hay không? Khi chúng ta nhớ về cái truyền thống đức tin nơi chúng ta được cái ơn ban đức tin, khi chúng ta nhớ mình là con cái Chúa, chúng ta sẽ có một cái quyết định lựa chọn. Ở giáo xứ chúng ta có nhiều ông, nhiều bà cũng vì hoàn cảnh, vì thời cuộc mà đã rửa tội rồi, xong đó lấy vợ lấy chồng, rồi thời gian qua đi quên mất mình là người có đạo.
rồi không đi thờ, đi lễ, bỏ đọc kinh. Nhưng mà một lúc nào đó, tự nhiên nhớ lại mình đã được rửa tội vào năm này, năm kia. Mình nhớ lại cái hồi bé được bố mẹ đưa đi nhà thờ. Và có nhiều người đã nằm trên giường bệnh rồi, nói với con cháu là tôi là bố mẹ hay là ông bà là người có đạo đấy, vậy con cháu hãy liên hệ với giáo xứ để xin được ơn trở lại, xin được lãnh nhận các bí tích, xin được sống cái ơn làm con Chúa. Nhớ lại cái nguồn gốc của mình là một cái điều rất có lý để cho chúng ta ý thức về cái sự lựa chọn của mình, ý thức về cái ơn ban của Chúa ban cho chúng ta là con cái của Chúa. Cái người Do Thái đã nói về cái truyền thống của họ như thế này: chúng tôi không phải là một dân được chọn, nhưng là một dân tộc chọn lựa. Cái câu nói này cho thấy một cái sự chọn lựa căn bản rất là quan trọng cho cuộc sống của mỗi người chúng ta, và nó ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Có nhiều cụ ông, cụ bà hay là bậc cha mẹ trở lại đạo, nhớ lại cái ơn mình làm con Chúa, thì lập tức con cháu cũng xin được học đạo để mà trở lại đạo, bởi vì họ cảm thấy mình được sinh ra từ người cha người mẹ, mình có ông bà là người có đạo, nên xin đăng ký các cái lớp hôn nhân dự tòng để mà lãnh nhận bí tích rửa tội, để mà trở thành con cái của Chúa. Nên cái quyết định nó có cái ảnh hưởng quan trọng tới những người xung quanh chúng ta. Quyết định của ông Giô-suê đã đóng một cái vai trò quan trọng cho cái việc lựa chọn của dân, để mà cùng với ông họ tuyên xưng rằng không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những cái người ngoại, thần ngoại. Và cái sự lựa chọn của ông Phê-rô lạy thầy, bỏ thầy, chúng con biết theo ai, thầy mới có những cái lời ban sự sống đời đời, đã ảnh hưởng đến cái sự chọn lựa của các anh em khác là quyết tâm trung thành với Chúa Giê-xu. Vậy quyết định của mỗi người chúng ta cũng thế, sẽ luôn ảnh hưởng tới mọi người trong gia đình và mọi người xung quanh. Nên cái vai trò của người cha, người mẹ, những người chủ trong gia đình rất là quan trọng trong cái việc sống đức tin. Cái thời gian giãn cách để phòng chống dịch bệnh COVID là một cái thử thách cho đời sống của biết bao nhiêu người, trong đó có mỗi người chúng ta. Nhưng mà cũng là một cái dịp tốt để mà mỗi người chúng ta có cái thời gian trong cái bầu khí gia đình suy nghĩ lại cái đời sống đức tin của bản thân mình, của mọi thành viên trong gia đình của mình, trong cái mối tương quan với Chúa và với tha nhân, để mà định hướng lại cái đời sống của mình trong cái hành trình theo Chúa, là cái người con cái của Chúa. Tin theo Chúa là một cái sự chọn lựa để Chúa hoạt động trong cái cuộc đời của mình. Mình có để cho Chúa hoạt động trong cuộc đời của mình khi mình mang danh là người công giáo hay không? Cái sự chọn lựa này phải được lặp đi lặp lại bằng chính những cái hành động cụ thể ở trong cái đời sống đạo mỗi ngày, biểu lộ bằng cái đời sống cầu nguyện. Mình là người công giáo, mình có cầu nguyện không? Rồi mình có sống như là lời Chúa dạy, sống yêu thương, quảng đại, bao dung, tha thứ, quan tâm, chia sẻ với mọi người không? Những người yêu nhau quyết định nên vợ nên chồng không chỉ là chọn nhau trong ngày thành hôn mà thôi, nhưng là cái sự chọn lựa phải được làm đi làm lại hàng trăm hàng nghìn lần trong những cái năm tháng của đời sống gia đình, trong cái lúc hạnh phúc cũng như là trong những cái lúc thử thách và khó khăn. Như bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe nói đến cái sự trung thành trong cái giao ước giữa Chúa Giê-xu Ki-tô và Hội Thánh, một cái sự trung tín vĩnh viễn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cuối bài tin mừng hôm nay, ông Phê-rô đã tặng cho chúng ta một cái lời tuyên xưng tuyệt vời nhất. Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có cái lời ban sự sống đời đời. Quả là một cái lời đáp trả khiêm nhường nhưng đầy ý nghĩa. Cũng như thời Chúa Giê-xu, thời hôm nay có biết bao nhiêu là những người đã không nói lên được cái lời nói của ông Phê-rô, cũng đã không sống được những cái lời tuyên tín như thế trong suốt cái hành trình đức tin của mình, có thể vì nhiều lý do để mà đánh mất cái đức tin hay là
thờ ơ với lời mời gọi của Chúa, thì mỗi chúng ta hôm nay cũng đang được Chúa hỏi, như là Chúa hỏi các tông đồ khi xưa, cả các con có muốn bỏ đi không? Các con có muốn bỏ đi như là biết bao nhiêu người đã bỏ thầy không? Vì tiền bạc, vì danh vọng, vì lạc thú, vì của cải vật chất, vì biết bao nhiêu lý do khác đang lôi cuốn các con có muốn bỏ đi không? Vâng, kính thưa quý bà và anh chị em, sự trung tín nơi Chúa chỉ có thể được nếu mỗi chúng ta luôn biết đặt đời sống của mình trong cái mối tương quan đầy tình yêu thương của Chúa và tin tưởng, tuyên xưng cái niềm tin vào Chúa Giêsu như là ông Phêrô đã tuyên xưng, lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những cái lời ban sự sống đời đời. Amen. Kính thưa quý bạn chị em, trong tình hình mà dịch bệnh quá dữ tợn thế này, giải pháp trước mắt là nhanh chóng chích vaccine phòng ngừa. Vậy nếu đặt ra cho chúng ta chọn lựa chích loại vaccine nào, loại của tư bản hay của cộng sản, của Mỹ Đế hay của Tàu Cộng, loại Pfizer, Moderna, AstraZeneca hay là Sinopharm, Sinovac, ta chọn loại nào? Hẳn là loại nào ta tin tưởng hơn thì chọn chích loại đó. Chẳng ai chọn loại vaccine mình không tin tưởng, trừ ra bị lừa có chích là may rồi, hoặc là phải chích liều luôn để mà có giấy chứng nhận còn đi làm được, kiếm cơm ăn, không thì chết đói. Ê, thưa ông bà anh chị em, tự do chọn lựa nó là một quyền bẩm sinh của con người chúng ta. Ngay trong đời sống tâm linh cũng đặt ra cho chúng ta những chọn lựa: tin ai, tin gì, sống theo giáo lý nào, trung thành với điều gì. Tất cả đều tùy thuộc vào chọn lựa của bản thân mỗi người khi đã đủ lý trí để mà suy xét. Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta suy xét về chọn lựa căn bản trong đức tin của mình. Ở bài đọc thứ nhất, trích từ sách Giô-suê, ông là thủ lãnh tiếp theo Mô-xê có nhiệm vụ dẫn đưa dân Israel vào đất hứa. Vậy khi đã hoàn toàn chinh phục miền đất Chúa hứa và chia phần cho các chi tộc, thì Giô-suê triệu tập tất cả họ lại ở Si-khem. Ông nhắc nhớ những điều mà Thiên Chúa đã làm cho họ và kêu gọi họ hãy có chọn lựa dứt khoát, chọn Chúa hay chọn các thần dân ngoại. Và họ hoàn toàn tự do để bày tỏ lựa chọn của mình. Dân bấy giờ đã thề hứa chọn Chúa, trung thành với Ngài. Nhưng mà có một sự thật phũ phàng là, và dường như đó cũng là bản chất con người yếu đuối hay thay đổi của chúng ta, là rất dễ vi phạm lời thề hứa. Lịch sử dân Israel đã chứng tỏ sự ấy. Nhưng mà do lòng từ bi của Chúa, chúng ta vẫn được mời gọi xác định lại, chọn lựa lại, bắt đầu lại bằng sự hoán cải và canh tân đời sống mỗi ngày. Rồi thưa ông bà anh chị em, ở đoạn trích tin mừng Chúa Giêsu cũng như Giô-suê xưa, đặt ra cho môn đệ chọn lựa bỏ đi hay là ở lại với Ngài. Bối cảnh câu chuyện tin mừng là sau khi Chúa mặc khải về chính Ngài là bánh hằng sống, về việc ăn thịt uống máu Ngài để có sự sống đời đời. Những lời này không thể hiểu được với người thời bấy giờ. Họ không chấp nhận, họ phản đối. Ngay cả những môn đệ là những người đã tự nguyện đi theo Chúa, được tuyển lựa đấy, cũng vậy. Lời này chói tai quá, ai nghe cho được. Và dù cho Chúa có tỏ cho họ biết tâm tư của họ đang nghĩ gì, nghĩa là đã chỉ đúng tim đen của họ rồi, đồng thời hứa cho họ về viễn ảnh tương lai khi mà Ngài hoàn tất chương trình ở dưới thế này và được vinh thăng khi con người lên nơi đã ở trước, thì bấy giờ dù có vậy, Chúa Giêsu vẫn không ngăn được nhiều môn đệ rút lui, không còn theo người nữa. Đó là tự do chọn lựa của họ. Chúa không bắt ép, không cưỡng chế, không bắt buộc. Ở Việt Nam mình dễ thấy, buộc phải yêu đảng, yêu nhà nước mới gọi là yêu nước.
Không, Chúa không bắt buộc tự do yêu ai, chọn ai, theo ai. Đường theo Chúa là con đường của tự do, cảm mến và bước theo, theo rồi thì trung thành để tới đích. Đó phải là lộ trình cho người Kitô hữu chúng ta. Vậy thưa ông bà anh chị em, với riêng nhóm 12 là những môn đồ được tuyển chọn và thân cận hơn, các ông đã thể hiện lòng trung thành của mình. Dù nhìn thấy một loạt những người theo thầy bắt đầu rời bỏ, nhưng mà Phêrô và 11 môn đệ kia đã không té nước theo mưa, không theo phong trào, không kiểu như là thức thời đâu. Họ vẫn ở lại với một quyết tâm như Phêrô đã bày tỏ: lạy thầy, chúng con sẽ đi theo ai, thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Bởi lẽ chúng con tin và chúng con biết rằng thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Những lời này có lẽ Phêrô cũng chưa có ý thức đầy đủ cái tầm mức và sức nặng của nó đâu, thưa ông bà anh chị em. Đúng là như vậy. Trong cuộc khổ nạn, thầy Giê-xu thúc thủ bó tay chịu trói, thì bây giờ nhóm 12 được tiếng là trung thành này lại tan tác hết, mạnh ai nấy chạy, chỉ còn Gioan theo thầy xa xa. Mà rồi trước đó thì đã có một Giuđa quyết chí bán nộp thầy 30 đồng bạc. Thế mới thấy lòng trung thành theo Chúa không phải nói là được, nó sẽ trải qua những thử thách rất thực tế trong đời sống mỗi ngày. Ta có thể kể ra đây những thử thách đối với người môn đệ trong hành trình trung thành theo Chúa rất thời sự. Đó là cơn đại dịch kinh hoàng này mà chúng ta đang gánh chịu. Bao nhiêu khốn khổ cho cả người nhiễm bệnh cũng như người khỏe mạnh. Kẻ mắc phải thì đau đớn, tàn hơi, kiệt lực, cái chết rập rình, cô đơn, xa cách với người thân. Còn người khỏe mạnh lại chịu phong tỏa, cái ăn cái uống thiếu thốn, có thể không chết vì dịch nhưng chết vì đói. Tại sao những sự này lại xảy ra? Thiên Chúa tốt lành đâu? Thiên Chúa quyền năng đâu? Đấy, người theo Chúa cách vụ lợi, theo Chúa nhất thời sẽ chất vấn như vậy, và cũng có thể có người đã rút lui không còn theo người nữa. Rồi một thử thách khác, đó là những gương xấu, những scandal xảy ra trong giáo hội chẳng hạn, các chuyện bê bối trong việc quản trị hay trong đời sống đạo đức của các mục tử, của những vị cao cấp nhất trong giáo hội Hồng Y giám mục nữa. Một giáo hội xác tín mình là thánh thiện nhưng lại có không ít những con người bất toàn tội lỗi mà lại thuộc thành phần ưu tú đức cao vọng trọng nữa, thì hẳn cũng đã khiến cho nhiều người nghi ngờ, bất mãn, quay lưng rời bỏ, có khi còn trở thành người chống báng kịch liệt giáo hội. Họ bỏ cả Chúa vì vỡ mộng với giáo hội. Thế thì thưa ông bà anh chị em, chúng ta nghe lời Thánh Phaolô khuyên nhủ cho cộng đoàn tín hữu Ê-phê-sô đi. Ngài khẳng định niềm xác tín của mình rằng hội thánh chính là thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, đã được Chúa thánh hóa để nên một với Ngài, như được kết hợp xương thịt trong tình yêu vợ chồng vậy. Cho nên điều cần khi mà thân mình hội thánh nhớ ấy là mỗi tín hữu, mỗi người biết sám hối, thanh tẩy chính mình để chữa lành cho hội thánh, chứ không phải là quay lưng ruồng bỏ đâu. Có một Kitô hữu viết thư cho người biên tập của một tờ báo và phàn nàn rằng việc đi nhà thờ mỗi Chúa Nhật là vô nghĩa. Anh ta viết: tôi đã đi nhà thờ được 30 năm và trong khoảng thời gian đó tôi đã được nghe một thứ gì đó giống như 3.000 bài giảng. Nhưng đối với tôi không thể nhớ được những gì trong những bài giảng đó. Vì vậy tôi nghĩ rằng tôi đang lãng phí thời gian của mình và các linh mục cũng đang lãng phí thời gian giảng giải. Câu chuyện này đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trong chuyên mục thư gửi cho người biên tập, khiến người phụ trách mục này rất vui. Mọi chuyện diễn ra trong nhiều tuần cho đến khi có người viết câu này: tôi đã kết hôn 30 năm nay. Trong thời gian đó,
vợ tôi đã nấu cho tôi khoảng 32.000 bữa ăn. Nhưng trong cuộc sống của tôi không thể nhớ được thực đơn cho một bữa ăn nào trong số đó. Nhưng tôi biết chắc điều này, tất cả đều đã nuôi sống tôi và cho tôi sức khỏe mà tôi cần để làm việc. Nếu vợ tôi không cho tôi những bữa ăn này thì hôm nay tôi đã chết chắc. Tương tự như vậy, nếu tôi không đến nhà thờ để nghe lời Chúa thì hôm nay linh hồn tôi cũng đã chết ngắt rồi. Thưa ông bà anh chị em, xác tín như Phêrô, chỉ thầy mới có lời ban sự sống. Ta quyết chí để tin Chúa, chọn lựa Chúa, theo Chúa và trung thành cho đến trọn đời. Đó là đường dẫn tới ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta. Nguyện xin Chúa thêm sức mạnh để ta được bền đỗ đến cùng dù gặp thử thách thế nào. Amen. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, có lẽ trong cuộc sống chúng ta quý nhất sự chân thành. Nó tùy trong từng mối tương quan mà chúng ta sẽ thấy cần thiết thế nào. Trong một đất nước, công dân chân thành với đất nước mình khi cố gắng góp phần mình vào việc bảo vệ phát triển đất nước. Trong một gia đình có êm ấm thuận hòa hay không là khi vợ chồng chân thành yêu thương nhau, chung thủy với nhau. Con cái thể hiện sự chân thành của mình đối với ông bà cha mẹ khi sống hiếu thảo đối với các đấng bậc sinh thành. Suy cho cùng, trong mọi mối tương quan thì sự phản bội là điều đáng khinh bỉ, bất trung, vô đạo, đáng bị lên án. Khi ký kết giao ước với dân riêng Israel, Thiên Chúa cũng chỉ đòi hỏi họ sự chân thành. Ý thức điều này mà Môsê đã kêu gọi dân chúng thế này: nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng, hết dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi lòng tạc dạ. Anh em phải lặp lại lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy. Bài đọc 1 cho thấy Môsê đã không thể cùng dân Israel tiến vào đất hứa. Ông qua đời khi cuộc hành trình còn dang dở, và Giô-suê là người thay thế Môsê dẫn dắt Israel. Khi Israel đã cập bến đất hứa, cuộc sống ổn định hơn thời lưu đày ở Ai Cập, thì lại hàm chứa một cám dỗ rất lớn, đó là cám dỗ phản bội, bỏ Chúa. Bởi vì tiến vào đất hứa, ở đó là tiếp cận với dân bản xứ ngoại đạo. Lúc này Giô-suê triệu tập dân Israel lại, kể cho họ nghe, nhắc cho họ nhớ lại những điều tốt đẹp Thiên Chúa đã làm cho họ, và kêu gọi họ xác định lập trường của mình. Hãy bám víu bước theo Chúa và đừng có theo thần dân ngoại. Ông cũng cho dân chúng biết bản thân ông và gia đình ông đã quyết định theo Chúa cho tới cùng. Lúc này thì dân Israel nhất tề hô vang, không thể nào có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà theo thần dân ngoại được. Quả thật, đây là một quyết định đúng đắn và khôn ngoan. Bởi vì Thiên Chúa của họ, Thiên Chúa của chúng ta, Thiên Chúa của nhân loại này là đấng vô cùng tốt lành và thánh thiện. Tác giả Thánh Vịnh đã thưa lên thế này: Thiên Chúa để mắt trông coi người hiền đức, và tai người lắng nghe tiếng họ kêu cầu. Thiên Chúa ra mặt chống đối người làm ác, để tẩy trừ di tích chúng nơi trần ai. Tuy nhiên, đức tin không chỉ của Israel mà đức tin của mỗi chúng ta là một cuộc hành trình dài suốt cuộc đời và chẳng phải lúc nào cũng suôn sẻ. Hành trình của Israel trong sa mạc 40 năm cho thấy rõ điều này.
Đó là sự xen kẽ giữa bội phản bất trung và lại cam kết cậy trông tin tưởng vào Chúa, cứ thế đan xen nối tiếp nhau. Và các môn đệ cũng có lúc trồi sụt thất thường. Bối cảnh bài đọc tin mừng hôm nay cho thấy sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng lũ lượt tuấn đến với Chúa Giêsu. Nhưng họ đến vì cái bụng, cho nên Chúa Giêsu lẩn tránh họ. Ngày càng lẩn tránh, họ càng đi tìm. Để rồi Ngài mới nói với họ: các ông bà tìm tôi vì của ăn mau hư nét. Hãy tìm tôi bởi vì tôi là bánh hằng sống từ trời ban xuống. Được rồi, ai đón nhận tôi thì có được sự sống đời đời. Và chỉ những ai nhờ Chúa Cha lôi kéo thúc đẩy mới đến tìm tôi mà thôi. Lúc này thì dân chúng bỏ đi, như là một sự chối bỏ mà khải, chối bỏ Chúa. Đúng như người đời vẫn nói: khi vui tìm đến, khi khó tìm lui. Và Nguyễn Bình Khiêm còn nói thế này: còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. Dân chúng là thế, bỏ Chúa đi, các môn đệ cũng chẳng khá hơn. Trong số này có kẻ ở người đi, nhưng kẻ đi nhiều hơn người ở. Có thể nói điều duy nhất còn an ủi Chúa Giêsu là còn nhóm 12 ở lại với thầy mình. Và lời tuyên tín của Phêrô như một sự xét tín không chỉ của cá nhân ông mà của nhóm 12, những người còn ở lại, làm an ủi thầy mình biết bao nhiêu. Bỏ thầy chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta trong cuộc sống này thấy cơm bánh có thể duy trì sự sống thể lý. Ngày nay thuốc bổ, thực phẩm dinh dưỡng chức năng giúp con người sống khỏe, sống dẻo dai, nhưng lại bảo lời tuyên tín của Phêrô sao khó đón nhận quá. Lời mà lại mang lại sự sống đời đời. Tuy nhiên, trong con mắt đức tin và đón nhận mà khải từ lời Chúa, chúng ta thấy rằng lời của Thiên Chúa thực sự là lời quyền năng, lời sáng tạo, mang lại sự sống cho muôn loài muôn vật, và đương nhiên đưa chúng ta đến sự sống đời sau. Sách Sáng Thế kể Thiên Chúa tạo dựng con người và vũ trụ từ hư vô, và chỉ bằng lời Ngài phán là mọi sự được tạo thành. Lời ấy, ngôi lời của Thiên Chúa đã trở nên người phàm ở giữa chúng ta. Và khi đến trần gian này, Chúa Giêsu mang lời ấy để rao giảng. Lời ấy là lời kêu gọi các môn đệ bước theo Ngài. Lời ấy là lời tha tội cho người phụ nữ ngoại tình. Lời ấy giải thoát con người khỏi sự kìm hãm của ma quỷ. Lời ấy chữa lành biết bao nhiêu bệnh tật thể lý của con người, những người được đụng chạm vào cuộc đời của Chúa Giêsu. Lời ấy hứa ban sự sống đời đời cho tên trộm lành trong giờ phút sau hết của anh ta. Quả thật lời của Thiên Chúa là lời quyền năng, lời sáng tạo, lời giải thoát, lời chữa lành, lời cứu rỗi và lời mang lại sự sống đời đời. Thưa quý ông bà anh chị em, cái giá phải trả là tựa đề của một cuốn sách nguyên bản tiếng Anh có tên The Price to Pay, là câu chuyện có thật về sự cải đạo của một người Hồi giáo sang Công giáo. Cuốn sách do nhà ấn bản Ignatius Press phát hành năm 2012 đã làm nhiều người đặc biệt chú ý khi thế lực Hồi giáo ngày càng mở rộng. Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, Muhammad, một thanh niên người Iraq theo đạo Hồi, từ một gia đình theo thể phái Shia, một ngày nọ anh phát hiện ra rằng bạn cùng phòng của mình là một Kitô hữu. Muhammad cố gắng thuyết phục người bạn của mình cải đạo sang Hồi giáo, nhưng cuối cùng chính anh lại là người được cải đạo. Anh từ bỏ Hồi giáo để bước vào đạo Công giáo. Theo luật của đạo Hồi, một tín đồ khi thay đổi tôn giáo là phạm tội trọng. Vì thế gia đình của anh đã làm mọi cách để có thể khiến anh từ bỏ đức tin vào Chúa Giêsu, vào
Hội Thánh Công Giáo. Sau những lời đe dọa và đòn roi là nhà tù và tra tấn dã man. Thế nhưng Muhammad, người đã nhận Thánh Giuse làm bổn mạng qua bí tích rửa tội, trải qua một thời gian dài thống khổ trên đồi Canvê, nhưng anh không nhượng bộ. Cuối cùng, anh bị những người thân đưa ra khỏi nhà tù và đe dọa giết anh nếu anh không quay trở lại đạo Hồi. Kết quả, họ bắn anh ta và bỏ mặc anh ta cho đến chết. Muhammad đã chấp nhận từ bỏ mọi thứ, thậm chí là gia đình, bạn bè, cơ nghiệp, nhà cửa, thậm chí là mạng sống mình, để bước theo Chúa Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, Muhammad đã chết một cái chết cao quý. Cao quý vì chết để giữ đức tin vào Chúa Giêsu. Chết để rồi anh được sống đời đời. Vâng, từ bài đọc tin mừng hôm nay và nhìn vào cái chết tử đạo của chàng thanh niên gốc đạo Hồi tên Muhammad, con và quý ông bà anh chị em chúng ta phải cùng với Thánh Phêrô mà tuyên xưng với tất cả lòng tin của mình: Thưa Chúa, bỏ Chúa thì chúng con biết đến với ai? Chúa mới có những lời ban sự sống đời đời. Xin Chúa nâng đỡ đức tin của con, của quý ông bà anh chị em, để giữa mọi thăng trầm của cuộc sống, đặc biệt là lúc này hoang mang sợ hãi vì đại dịch Covid, chúng ta nhận ra Chúa đang ở bên nâng đỡ và bảo bọc chúng ta, đồng thời mạnh dạn thưa lên với Chúa như lời của ông Giô-suê trong bài đọc 1: phần con và gia đình con đã dứt khoát theo Chúa. Amen. Chúng ta... Kính thưa quý ông bà anh chị em, ở đâu đó chúng ta đọc thấy cái khẩu hiệu sống là chọn. Hình như tôi nhớ ở một cái nhà thờ nào đó, họ có đắp một cái chữ bằng xi măng rất là lớn ở cuối nhà thờ: sống là chọn. Và những gì chúng ta chọn lựa thì chúng ta sẽ đón nhận được cái thành quả, cái kết quả của những gì chúng ta chọn. Một cái tác giả, một diễn giả người nước ngoài cũng nói một cái câu tương tự như vậy. Ông Graham Brown nói rằng: Life is about choices. We are what we chose to be. Cuộc sống là những chọn lựa. Chúng ta sẽ trở thành những gì mà chúng ta chọn lựa để trở thành. Và cái nhận định đó, cái khái niệm đó rất là thực tế với chúng ta trong đời sống. Quả thực cuộc sống chúng ta là một chuỗi những chọn lựa, nó sâu kết lại, nó làm thành cuộc đời chúng ta. Từ những chọn lựa rất là nhỏ bé, như chúng ta đi vào trong một cái cửa hiệu, chúng ta mua một cục kẹo, một cái bánh, trong vô số những mặt hàng bày trên đó, chúng ta phải chọn cho mình một cái viên kẹo, một cái bánh cụ thể, rõ ràng. Chúng ta phải chọn lựa. Chúng ta đi vào một cái cửa hiệu thời trang, chúng ta mua quần áo, giày dép, chúng ta cũng phải chọn cho mình một đôi giày, một chiếc áo, một cái quần, trong cả một thế giới mênh mông những thương hiệu, chúng ta phải chọn lựa. Chúng ta đi ra đường, chúng ta phải chọn con đường mình đi, bởi vì mỗi con đường nó sẽ dẫn chúng ta tới một cái đích đến. Nếu chúng ta không chọn, chúng ta cứ đứng ở giữa ngã ba đường, chúng ta chỉ mất thời gian, mất công sức và mất cả tương lai, mất cả niềm vui cuộc đời. Ngã ba còn ít, có thể là ngã năm, ngã sáu, ngã bảy. Có những thành phố, đô thị đông đúc, người ta còn phải làm những cái cầu vượt 5-7 tầng nó chồng chất lên. Nếu chúng ta không chọn cho mình một con đường để chúng ta đi, chúng ta không bao giờ tới được cái đích mà chúng ta mong muốn. Cuộc sống là như thế, là những chọn lựa chúng ta phải chọn. Rồi có những cái chọn lựa nó quan trọng hơn. Chúng ta mua một chiếc xe Honda nhiều tiền hơn. Chúng ta mua một chiếc xe hơi. Chúng ta mua một căn nhà, cả một gia tài cuộc đời chúng ta. Chúng ta phải cân nhắc lắm để chúng ta chọn cho mình một cái quyết định đúng. Và có những chọn lựa quan trọng hơn nữa, chẳng hạn như chúng ta chọn lựa cái ơn gọi, cái đời sống của chúng ta, lý tưởng sống của chúng ta.
Chúng ta chọn sống độc thân trong đời tu để phục vụ cộng đoàn, hay là chúng ta chọn sống đời gia đình giữa cuộc đời? Đôi khi chúng ta phải mất rất là nhiều thời gian, công sức để chúng ta quyết định cho cái chọn lựa của mình. Bởi vì mỗi cái chọn lựa của chúng ta, nó sẽ gắn liền với cái kết quả của nó. Chúng ta chọn cái gì, chúng ta sẽ nhận được điều đó. John Maxwell cũng nói như vậy: "Every choice you make makes you." Tất cả những gì chúng ta chọn thì nó sẽ làm nên chính chúng ta. Nếu chúng ta chọn sai thì sao? Nếu đó là những chọn lựa bình thường thôi, nhỏ bé thôi, một viên kẹo, một cái bánh, một đôi giày, một chiếc áo, thậm chí một cái nhà nó lớn tiền hơn, chúng ta có thể là mất tiền của, chúng ta có thể mất công sức, chúng ta mất những cái giá trị khác trong đời sống này. Tuy nhiên có những cái chọn lựa không cho phép chúng ta chọn lại, không thể chọn nhầm rồi chọn lại được, mà chỉ một lần thôi, và cái hậu quả của nó là khôn lường. Chúng ta không thể bù đắp lại được cái thiệt hại do cái chọn lựa sai lầm của chúng ta trong những quyết định quan trọng. Cho nên cuộc sống của chúng ta như thế nào trong tương lai là do những chọn lựa của chúng ta hôm nay, bây giờ, trong hiện tại. Nhưng thưa anh chị em, hôm nay lời Chúa không chỉ đặt ra cho chúng ta vấn đề những cái chọn lựa, những cái giá trị hữu hạn trong cuộc đời này đâu. Nhưng lời Chúa hôm nay đặt chúng ta trước một cái chọn lựa quan trọng hơn, căn bản hơn, có thể là quan trọng nhất, căn bản nhất trong đời sống chúng ta. Bởi vì nó liên quan tới vận mệnh đời đời của chúng ta, nó liên quan tới hạnh phúc vĩnh cửu mà mỗi người chúng ta mong ước có được cuối hành trình cuộc đời của mình. Trong bài đọc 1, sách Giô-suê đặt dân của Chúa trước một chọn lựa. Giô-suê nói: "Anh chị em, hãy chọn lựa đi. Một là chọn Thiên Chúa hay là chọn các thần minh khác. Chọn Thiên Chúa thì phải trung tín với Ngài, phải tuân giữ lề luật và huấn lệnh của Ngài, thì chúng ta sẽ được sự sống, sẽ được tự do đích thực. Chúng ta chọn sống hay là chọn chết, chọn Thiên Chúa hay là chọn các thần minh khác, anh chị em chọn đi." Và trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu cũng đặt các môn đệ trước một cái chọn lựa rõ ràng. Trong khi những người đi theo Chúa, người ta có rất nhiều những chọn lựa khác nhau. Khi nghe tới Chúa Giêsu nói về vấn đề bánh sự sống, mầu nhiệm thánh thể, bánh sự sống, nhiều người xì xầm với nhau, lời này chói tai quá, không nghe được. Và người ta đã chọn lựa khác, người ta đã chọn một con đường khác để đi, không còn đi theo Chúa Giêsu nữa. Và nhiều môn đệ cũng đã bỏ Chúa Giêsu, không còn trở thành môn đệ Đức Giêsu nữa. Thì Chúa Giêsu bảo: "Còn anh em có bỏ thầy mà đi không? Anh em chọn lựa như thế nào?" Và Thánh Phêrô đã thay cho anh em tuyên xưng cái niềm tin, cũng là cái chọn lựa, cái quyết định của mình. Bỏ thầy thì chúng con biết đi với ai, biết đến với ai, vì thầy mới có lời ban sự sống. Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta phải chọn lựa, bởi vì cái việc chọn lựa nó làm nên đời sống của chúng ta. Ở tiếng Việt chúng ta hay lắm, chúng ta gọi là chọn lựa. Tức là trong nhiều cái chúng ta chọn một cái thì chúng ta phải bỏ những cái khác. Chúng ta lựa chọn mà, chọn cái này thì phải bỏ cái khác. Không thể chúng ta ôm đồm hết mà chúng ta gọi là chọn lựa được. Trong muôn vàn những cái món đồ mà chúng ta muốn thì chúng ta phải chọn một cái. Và chúng ta phải có trách nhiệm với cái chọn lựa của mình, bởi vì chọn lựa đó nó làm nên cuộc sống của chúng ta. Chúa Giêsu có lần nói với anh chàng thanh niên mà tới hỏi Chúa Giêsu làm sao để được sống đời đời, thì Chúa Giêsu bảo, Chúa Giêsu đưa cho anh một cái chọn lựa.
anh hãy về bán tất cả những gì anh có, phân phát cho người nghèo, rồi anh đến đây theo tôi. Rõ ràng như thế, không thể vừa chọn đi theo Chúa mà lại vừa chọn một cuộc sống lệ thuộc vào tiền bạc như anh ta đang có. Chúa Giêsu nói rõ ràng, một là anh bán hết tất cả những gì anh có, đến đây theo tôi và anh sẽ được sự sống đời đời. Và chính Đức Giêsu cũng nói, anh em không thể làm tôi hai chủ được. Một là làm tôi Thiên Chúa, hoặc là làm tôi tiền bạc. Không thể làm tôi hai chủ. Cho nên lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy đặt mình trước một cái chọn lựa quan trọng nhất của cuộc đời. Không phải là những chọn lựa nhỏ bé trong đời sống, nhưng là một chọn lựa căn bản nhất, một chọn lựa liên quan tới hạnh phúc đời đời của chúng ta, liên quan tới vận mệnh muôn đời chúng ta trong Thiên Chúa. Chúng ta chọn Thiên Chúa hay chúng ta chọn thế gian? Chúng ta chọn nước trời hay chọn thế gian? Chúng ta chọn chân lý hay chúng ta chọn theo sự gian dối của cuộc đời này? Và chúng ta phải chịu trách nhiệm về cái sự chọn lựa của mình. Nếu như chúng ta chọn Thiên Chúa thì chúng ta phải dấn thân cho chọn lựa đấy. Chúng ta phải trung tín với những mệnh lệnh hướng dẫn của Thiên Chúa trong đời sống. Chúng ta phải bước đi theo Ngài, chúng ta phải tín thác trọn vẹn trong sự hướng dẫn của Ngài. Có thể nói là tất cả những chọn lựa trong đời sống của chúng ta là do chúng ta chọn. Có một điều chúng ta không chọn thôi, đó là chúng ta sinh vào làm người, chúng ta không chọn. Do Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta trong tình yêu quan phòng của Ngài và cha mẹ sinh chúng ta ra trong cuộc đời, chúng ta không chọn mình sinh ra. Nhưng tất cả mọi chọn lựa khác là do chúng ta quyết định. Và tương lai cuộc đời chúng ta có là gì, chúng ta trở thành như thế nào là do chọn lựa của chúng ta hôm nay và bây giờ. Xin cho cái chọn lựa lớn nhất của mỗi chúng ta, đó là chọn Thiên Chúa làm gia nghiệp, chọn nước trời làm quê hương, để chúng ta mỗi ngày sống, chúng ta bước theo ánh sáng của tin mừng, và chúng ta sẽ đạt được thành quả của chọn lựa của mình. Thế thì từ cái chọn lựa lớn nhất đấy thì chúng ta cũng phải điều chỉnh tất cả những chọn lựa nhỏ bé trong đời sống chúng ta để nó trở thành một cái chọn lựa duy nhất trong đời sống chúng ta. Chúng ta nếu như chọn Thiên Chúa trong cuộc đời của mình là hướng đi duy nhất thì tất cả những chọn lựa khác trong đời sống chúng ta cũng phải làm cho nó phù hợp với cái chọn lựa duy nhất lớn lao đấy. Phải phù hợp với hướng dẫn của tin mừng, về thánh ý của Chúa và con đường mà Đức Giêsu đã mời gọi chúng ta bước đi để đạt tới hạnh phúc cùng đích của mình. Xin Chúa ban thêm cho chúng ta sức mạnh của ân sủng để chúng ta luôn trung tín với chọn lựa của mình, và với sự cố gắng của chúng ta, với sự giúp đỡ của ân sủng Chúa, chúng ta hy vọng mai sau sẽ đón nhận được phần thưởng mà chúng ta đã chọn, đó là hạnh phúc đời đời trong nhà Cha ở trên trời. Amen. Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống. Kính thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến, phục vụ lời Chúa hôm nay, chúng ta chiêm ngắm những sự chọn lựa trong lịch sử cứu độ và mời gọi chúng ta chọn lựa tin tưởng vào Thiên Chúa chúng ta. Chúng ta dâng thánh lễ trong bầu khí của dịch Covid bùng phát, với sự giãn cách xã hội, dù chúng ta đang ở trong các gia đình, nhưng chúng ta tin và chúng ta chọn lựa đi theo Chúa, chọn lựa tin vào Ngài là đấng đang quy tụ chúng ta, là đấng đang hỏi chúng ta, các con có muốn bỏ đi không? Cuộc đời là một chuỗi những sự chọn lựa. Chọn môn để học, chọn việc để làm, chọn người để yêu, chọn ơn gọi để theo,
Và hôm nay phục vụ lời Chúa mời gọi chúng ta chọn đứng để chúng ta tôn thờ, để có sự sống và có sự sống đời đời. Bài đọc thứ nhất nói về sự chọn lựa của ông Giô-suê và dân Do Thái. Sau khi ra khỏi Ai Cập, rong ruổi 40 năm trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dưỡng họ bằng manna, đã bảo vệ họ và dẫn họ về đất hứa. Giờ đây tại Si-kem, Giô-suê là thủ lãnh, triệu tập dân lại và mời gọi họ chọn lựa. Ông nói: "Tôi và gia đình tôi, chúng tôi chọn tôn thờ Thiên Chúa, còn anh em hãy chọn thần mà thờ, chọn Thiên Chúa hay các thần ngoại?" Dân chúng trả lời: "Không đời nào chúng tôi bỏ Thiên Chúa để thờ các thần khác, vì Chúa là Thiên Chúa của chúng tôi." Đó là một sự chọn lựa, đó là một lời tuyên xưng niềm tin của dân Do Thái vào Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương họ, Đấng đã giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ của Ai Cập, Đấng đã nuôi dưỡng họ bằng manna 40 năm trường trong sa mạc, Đấng đã bảo vệ và dẫn họ vào miền đất hứa, miền đất chảy sữa và mật. Đó cũng chính là một lời mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại đời sống chúng ta để nhận ra tình yêu của Thiên Chúa, Đấng yêu thương dẫn đưa chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta, bảo vệ chúng ta hằng ngày trong đời sống của chúng ta. Trong những ngày giãn cách xã hội này, có những cuộc điện thoại gọi đến cho tôi than thở: "Vất vả quá cha ơi, thánh giá nặng quá cha ơi." Tôi trả lời: "Con đường nào Chúa đã đi qua?" Rồi có người, tôi gửi một cái câu là: "Hãy cầu nguyện để có thể vượt qua những khó khăn thử thách trong đời sống." Thì có những cái tin nhắn trả lời: "Nặng nề quá, vất vả quá cha ơi." Tôi trả lời: "Hãy nhìn vào Sài Gòn, hãy nhìn vào Đồng Nai, hãy nhìn vào Bình Dương, hãy nhìn vào các bệnh nhân đang quằn quại nơi các bệnh viện, các bệnh nhân của COVID đang thiếu oxy để thở, để thấy rằng nặng quá hay không, so với họ chúng ta thế nào." Cái lời Thánh Vịnh mời gọi chúng ta hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Anh chị em tất cả hãy nhìn lại, mặc dù chúng ta đang khó khăn, nhưng chúng ta còn đang được ở với nhau, gia đình chúng ta vẫn còn đang sum vầy với nhau, chúng ta vẫn còn có thể có cái ăn, chúng ta vẫn còn có thể có chỗ ở, chúng ta vẫn có sự bình an. Khó khăn vẫn còn đấy, nhưng hãy nhận ra lòng thương xót của Chúa, Đấng đã yêu thương chúng ta, Đấng đã nuôi dưỡng chúng ta, Đấng đang bảo vệ chúng ta, để tin tưởng vào Thiên Chúa của chúng ta. Chọn lựa là điều quan trọng. Quan trọng có thể nói nhất trong cuộc đời, bởi vì nếu chọn đúng, đời chúng ta sẽ hạnh phúc và thành công. Nếu chọn sai, đời chúng ta sẽ thất bại và bất hạnh. Thế nhưng có một cái điều quan trọng nữa, đó chính là trung thành với sự chọn lựa của mình. Bởi vì chọn lựa đúng, nhưng nếu không trung thành sống cái sự chọn lựa của mình, anh chị em cũng sẽ thất bại và sẽ bất hạnh. Đó là tư tưởng của bài đọc thứ hai. Thánh Phaolô nói về những người chọn lựa đời sống lứa đôi,
Hãy nhận ra tầm quan trọng, giá trị của sự chọn lựa, của ơn gọi anh chị em đang sống, ơn gọi gia đình. Người ta thường nói những người đi tu là những người quan trọng, là những người chọn một cái ơn gọi cao trọng hơn ơn gọi gia đình. Tôi không nghĩ như vậy. Ở trong giáo hội có nhiều ơn gọi khác nhau. Có ơn gọi gia đình, có ơn gọi tu sĩ, có ơn gọi đời sống quá bụa, có ơn gọi độc thân ở trong gia đình. Tôi vẫn nói đùa rằng anh chị em sống ơn gọi trong gia đình là đang sống ơn gọi dòng đôi, trong khi chúng tôi tu sĩ, chúng tôi sống ơn gọi dòng một. Và nhìn về một phương diện, ơn gọi dòng đôi, ơn gọi gia đình quan trọng hơn ơn gọi tu sĩ. Bởi vì sao? Bởi vì hai đánh một, không chột thì cũng quẻ. Bởi vì ơn gọi gia đình của anh chị em là ơn gọi mà Thiên Chúa thiết lập ngay từ ban đầu và là phản chiếu tình yêu của Chúa Kitô với giáo hội, như Thánh Phaolô nói ngày hôm nay. Cho nên Thánh Phaolô mời gọi anh chị em hãy nhận ra giá trị ơn gọi mà anh chị em đã chọn lựa và trung thành suốt đời với nhau. Anh chị em đã chọn nhau trở thành bạn đời thì hãy trung thành sống ơn gọi, nghĩa là hãy nhịn nhục, hãy tha thứ, hãy vâng vờ lời, hãy chung thủy, hãy yêu thương và hãy tôn trọng nhau trong suốt cả cuộc đời. Ngài nói người vợ hãy tùng phục chồng như là giáo hội tùng phục Chúa Giêsu, và người chồng hãy yêu vợ mình như Chúa Kitô yêu giáo hội và đã hiến mình cho giáo hội. Ông Tertulliano nói một cái tư tưởng rất là hay về đời sống gia đình. Ông nói Thiên Chúa tạo dựng người nữ từ cạnh sườn của người nam, nghĩa là không phải từ trên đỉnh đầu, cũng chẳng phải từ dưới gót chân, mà ở cạnh sườn. Cạnh sườn nghĩa là ngang hàng bình đẳng với người nam. Ở bên cạnh sườn nghĩa là ở bên dưới cánh tay và ở bên cạnh trái tim. Cái hình ảnh ấy nói rằng ở bên cạnh trái tim thì em được yêu thương và ở dưới cánh tay thì em được bảo vệ. Vậy thì những lời ấy đang chất vấn chúng ta, những người đã chọn nhau làm bạn đời, chúng ta đang sống thế nào ơn gọi của chúng ta, sống thế nào sự chọn lựa của chúng ta? Chúng ta có trung thành, có yêu thương và có tôn trọng nhau hay không? Nhất là trong cái bầu khí giãn cách xã hội vì Covid này, bức bối lắm, khó chịu lắm, mệt mỏi lắm, không đi đâu được, khó khăn tư bề. Những lúc khó khăn này, anh chị em hãy thương nhau, đừng gieo thêm gánh nặng cho nhau, vất vả đủ quá rồi cho mỗi một người. Hãy nâng đỡ nhau, hãy dìu nhau mà bước đi để vượt qua những lúc khó khăn này. Hãy biết quý trọng những giờ phút còn được ở với nhau. Có những người chào cha mẹ để đi vào bệnh viện chữa Covid. Vài ngày sau họ báo con mất rồi. Ít hôm nữa mấy người rước tro cốt con về nhà. Có những người chồng, có những người vợ, có những người cha, có những người mẹ chia ly ở trong cái hoàn cảnh như vậy, không được nhìn mặt nhau khi mà lần cuối cùng lìa đời. Chúng ta hãy biết quý trọng
cái giờ phút này dù khó khăn nhưng vẫn bình an, vẫn đang được ở với nhau. Hãy biết quý trọng, hãy biết thương yêu nhau và giúp đỡ nhau cùng bước đi trong những lúc khó khăn. Bài Tin Mừng mời gọi chúng ta một sự chọn lựa nữa. Chúa Giêsu sau khi làm phép lạ, hóa bánh ra nhiều, nuôi dân chúng, Ngài muốn hướng dân chúng về một thứ lương thực khác, một thứ lương thực không hư nát, một thứ lương thực đem lại sự sống đời đời. Thứ lương thực ấy chính là bánh bởi trời ban xuống. Bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có sự sống đời đời. Những lời dạy đầy yêu thương của Thầy Chí Thánh nhưng nhân loại không đón nhận được. Không đón nhận được tình yêu của cha lôi kéo con. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nói: không ai đến được với cha, với ta nếu cha thầy không ban cho. Thiên Chúa đấng ban sự sống, Thiên Chúa mời gọi, nhưng con người chối từ. Con người chối từ tình yêu của Thiên Chúa và một số đã bỏ đi. Ở trong cái lúc này, Chúa Giêsu hỏi các tông đồ: phần các con có muốn bỏ thầy mà đi hay không? Thánh Phêrô thay mặt cho các tông đồ trả lời: bỏ thầy, chúng con biết đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Đó chính là một sự chọn lựa, đó chính là một sự tuyên xưng niềm tin. Thánh Phêrô và các tông đồ đã chọn lựa, một chọn lựa quan trọng, một chọn lựa quyết định ở lại với Chúa, với niềm xác tín. Chúng con tin và chúng con biết rằng Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa. Chúng ta đang tham dự thánh lễ, dù là thánh lễ trực tuyến, nhưng đó cũng chính là lúc chúng ta tuyên xưng niềm tin của chúng ta. Bỏ thầy, chúng con đến đi với ai bây giờ? Vì thầy mới có lời ban sự sống, đó là niềm tin của mỗi người. Thế nhưng chúng ta cần phải sống niềm tin ấy ở trong đời sống chúng ta. Sống niềm tin có nghĩa là gì? Hãy bước đi với những khó khăn, hãy bước đi với thánh giá, hãy bước đi với những cái vất vả. Đừng phàn nàn, đừng kêu ca, đừng cấu kỉnh, đừng gắt gỏng ở trong những lúc khó khăn này. Sống niềm tin là không lo lắng và sợ hãi. Chúng ta cần phải chuẩn bị, chúng ta cần phải thực hiện những 5K, 6K. Thế nhưng tin tưởng, đừng sợ hãi, Chúa ở với chúng ta. Từ cái lời tuyên xưng niềm tin của Thánh Phêrô, cha Thành Tâm đã sáng tác bài hát mang tựa đề Bỏ Thầy, con đi với ai? Bỏ Thầy, con đi với ai? Đời lộng gió cánh chim ngàn khơi. Bỏ Thầy, con đi với ai? Thuyền buông lái biết trôi về đâu? Bỏ Thầy, tim con héo hon, tương lai khuất mờ, con biết đi về đâu? Những cái lời bài hát mời gọi chúng ta chọn lựa. Bởi vì nếu chúng ta bỏ Thầy, đời chúng ta sẽ như cánh chim lạc lối, như con thuyền không người lái, tương lai sẽ tối mù. Nếu chúng ta chọn Chúa, chúng ta ở với Chúa, đời chúng ta vẫn là một hành trình, vẫn là những cánh chim, vẫn là những con thuyền. Thế nhưng đã có Chúa đồng hành với chúng ta. Cánh chim đã biết lối để bay về tổ. Con thuyền đã có người chèo lái và chắc chắn sẽ đến bến bình an. Các thánh tử đạo Việt Nam là những người đã chọn lựa và đã tuyên xưng niềm tin bằng chính mạng sống của mình. Xin các thánh tử đạo Việt Nam chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta. Và nhờ lời chuyển cầu
của Đức Mẹ Maria Nữ Vương chúng ta mừng lễ ngày hôm nay, cho chúng ta một niềm tin mạnh mẽ vào Chúa, để chúng ta cũng luôn luôn thưa lên rằng: bỏ Thầy chúng con biết đi với ai. Lạy Chúa, con tin Chúa, bởi vì chỉ Chúa mới có thể ban cho chúng con sự sống đời đời. Xin cho chúng ta chung kiên với niềm tin ấy trong suốt cuộc đời chúng ta để đến bến bình an. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi nghe đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta thấy có hai thái cực. Thái cực đầu tiên là thái cực không tin. Khi nghe Chúa Giêsu khẳng định ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, nhiều người đã bỏ đi. Ngay cả các môn đệ Chúa đã thốt lên rằng: lời này chói tai quá, ai mà nghe được. Chúa Giêsu đã dùng lời sự thật để mặc khải cho dân chúng biết lương thực thần linh nơi bữa tiệc nước trời. Thế mà dân chúng lại khước từ không tin. Ngay cả một số các môn đệ nghe vậy cũng cảm thấy chói tai và bỏ Chúa. Quả thật, đúng là sự thật thì mất lòng, trung ngôn thì nghịch nhĩ. Người đang nói một sự thật về ân ban từ trời là chính người, là bánh ban sự sống, mà dân chúng chẳng thèm đón nhận. Đau đớn hơn nữa là tình yêu của người trao ban để nhân loại được sống đã bị khước từ. Tình yêu ấy được cụ thể hóa nơi chính lời của người, là thần trí và là sự sống. Cho nên người đã mặc khải cho họ rằng: thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt thì không. Và ân ban đức tin bởi trời, không ai có thể đến với ta nếu không được cha ta ban cho. Nhìn các môn đệ từng người bỏ đi, một thái cực khác mà chúng ta chiêm ngắm được, đó là thái cực về đức tin. Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ ở lại, đặc biệt là 12 tông đồ rằng: cả các con có muốn bỏ đi không? Chúa chờ đợi một sự tự do đáp trả, tin hay không tin, đồng nghĩa với việc ở lại hay bỏ đi. Và rồi Chúa Giêsu đã nghe được sự chọn lựa dứt khoát của các tông đồ nơi tông đồ trưởng Phêrô: lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con tin và chúng con biết rằng Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa. Khi tuyên xưng như thế, các tông đồ đã tin Chúa Giêsu là đường. Bỏ Thầy chúng con đi theo ai? Khi tuyên xưng như thế, các tông đồ đã xác tín Chúa Giêsu là sự thật, bởi vì Thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Chấp nhận sự thật Giêsu, các môn đệ sẽ hiểu được sự thật toàn vẹn nhờ Chúa Thánh Thần. Khi tuyên xưng như thế, các môn đệ đã nhận ra thần tính của Chúa Giêsu: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa. Chính Người sẽ hoàn thành lời Người đã hứa: khi nào được dương lên cao, ta sẽ kéo mọi người lên với ta. Và rồi các tông đồ đã vững bước trung thành đi theo Chúa đến cùng. Quả thật, Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Khi tin như thế, chúng ta sẽ bước đi trên con đường của Chúa, là tuân giữ các lề luật, giới răn và huấn lệnh của Người. Hãy vâng giữ lời Người như lời sách Đệ Nhị Luật đã nói. Đây là con đường mà dân Israel đã chọn lựa khi họ đã được an cư lạc nghiệp trong đất hứa, mà trong bài đọc một hôm nay, Giô-suê đã nói với dân chúng: chọn lựa Chúa hay chọn lựa thần ngoại, chỉ một con đường. Và dân chúng đồng loạt thưa lên: không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại.
Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, chính Người đã dẫn chúng tôi và cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. Người đã làm những việc kỳ diệu cả thể trước mắt chúng tôi và đã gìn giữ chúng tôi suốt con đường chúng tôi đã đi, giữa tất cả mọi dân tộc chúng tôi đã đi qua. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cuộc sống, chúng ta cũng phải luôn chọn lựa cho đời sống của mình. Để sống tốt hơn, để có của ăn của để, chúng ta chọn cho mình một công việc dễ kiếm tiền. Để sống đẹp và hạnh phúc, chúng ta phải chọn lựa bỏ đi vài thứ không tốt. Dù chọn lựa ra sao đi nữa, chúng ta cũng thấy rằng để đạt đến đích nhắm, chúng ta phải không ngừng dấn thân, không ngừng đổi mới chọn lựa ấy. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thường xuyên nhắc những người đến với Ngài rằng: chúng con phải chọn lựa. Chọn là một quyết định lớn và quan trọng của đời người. Chúng con đã chọn và chúng con phải tiếp tục chọn, vì đời là một tiến trình, đời là một cuộc đổi mới không ngừng nghỉ. Mỗi chúng ta khi nhận ra hồng ân đức tin ngày rửa tội, chúng ta cũng phải khám phá ân huệ làm con Chúa. Khi chúng ta đã chọn lựa Chúa, chúng ta cũng phải đổi mới không ngừng. Đổi mới để chúng ta nhận ra lời Chúa, lời sự thật, làm cho chúng ta hoán cải và ngày thêm tốt hơn, thêm thánh thiện hơn. Để rồi chúng ta vững lòng thưa lên cùng Chúa như Thánh Phêrô đã xác tín: chúng con tin và chúng con biết rằng Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, bởi vì Chúa có lời ban sự sống đời đời. Nhờ đức tin, chúng ta mới có thể nhận ra tình yêu của Chúa dành cho mỗi chúng ta. Và quả thật, Chúa đang đổ trên từng người chúng ta tình yêu của Người, tình yêu mà mỗi người chúng ta và chính Chúa đã muốn chúng ta nên một với Người. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở lại trong ta, và ta ở lại trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn ta, chính Người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Nhận ra tình yêu của Chúa, chúng ta cũng chọn lựa sống trong tình yêu. Trước tiên ngay trong gia đình của từng người chúng ta, như Thánh Phaolô trong bài đọc 2 mời gọi: người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình, vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và nâng niu nó, như Đức Kitô đối với hội thánh. Đối với cha mẹ, hãy giáo dục đức tin cho con cái trong tinh thần của Chúa. Đối với con cái, đặc biệt là các em thiếu nhi, hãy nghe lời cha mẹ. Chính nhờ tình yêu, tại các gia đình, đức tin của mọi thành viên đang được thắp sáng nhờ cùng nhau tham dự thánh lễ trực tuyến. Nhiều gia đình khác cũng đang được thắp sáng nhờ những giờ kinh chung trong gia đình, hay nhờ những bữa ăn cơm, để rồi trong gia đình ấy luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Từ đây, chúng ta lại có một chọn lựa dấn thân để phục vụ. Chính khi mang tình yêu của Chúa để phục vụ, chúng ta đang sống thánh lễ cuộc đời của mỗi chúng ta. Và khi chúng ta phục vụ anh chị em, chúng ta đang làm cho chính Chúa vậy. Vì như Chúa đã nói với từng người chúng ta: vì xưa ta đói các ngươi đã cho ăn, ta khát các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ các ngươi đã tiếp rước, ta trần truồng các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu các ngươi đã đến thăm nom, ta ngồi tù các ngươi đã đến thăm. Ước gì khi nghe lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy chọn lựa ở lại với Chúa, ở lại với Chúa trong cầu nguyện, ở lại với Chúa qua từng thánh lễ chúng ta tham dự, ở lại với Chúa trong việc thể hiện tình yêu trong đời sống gia đình và cho tha nhân, để chúng ta luôn vượt qua mọi nghịch cảnh của cuộc sống mà trung thành với lời giao ước
chúng ta đã ký kết với Chúa trong đức tin của từng người chúng ta. Amen.